Chúng ta cùng đến với trận chung kết. Thắng là thắng, thua thì đánh tiếp. Đấy. Còn bên phía đối bạn thì buộc phải thắng để líu giữ hy vọng ở kèo 4-4 xem. Hai mươi bốn dân đến từ về lớp, nhiều khả năng đánh chém đến từ về lớp. Đánh kiểu xe kín nhà có được không? Giờ không được chọc nên là cũng không quá sợ, không quá sợ con giò của Sen. Almost.
Donna E. Paul Rogan. Alamar. Omar Ray. Alamar. Omas. Alamar. Omas. Vâng, hy vọng bốn con nông dân ăn bãi quả phụ ở phía bên ngoài sẽ yên ổn mà ăn. Có cần một tơn soi thăm xem đào vàng không không? Không đào vàng, 24 cộng 1. Đến từ về lớp. Nếu đánh chém chắc chắn bây giờ phải đào vài trăm, 200 vàng là ít rồi. Vâng, có con xe giò hướng 6 giờ lên. Bên lớp đã lên đời 3 xong. Trong khi đó chip boy thì chưa. Chip boy là người đánh nhiều dân hơn. Chip boy đang muốn đánh một chân hôn mã. Khả năng vẫn hở đấy, cẩn thận. Chiếc BE cạnh BM. Thực là rất khỏe rồi, lâng thêm một cái công cho con ngựa giò, xin lỗi, cho những con sọc giấy. Chỗ đây lại cạnh BM. Xây trọng được, đấy. Rồi, 5 nhà quân sóc đều, tuần đầu tiên. Một vài chiếc bè được xây để có thể bò hướng chính mặt vào nhà của mình. Còn hơi nhọn, chiếc bò ngay bãi quả rất gần nhà nên không thấy, phải nhận bãi quả xa. Bò kín lốt mặt từ 12 giờ xuống đấy nhá, có ba cái e được kín đấy. Bãi quả gặp em nội. Vâng, hình như chỉ có 4 cái cung, không. Vâng, một con dân đổi một quân. Không, hai dân đổi một quân, hòa. Đây rồi, tên này bắt ngon. Hay lắm, hay lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, bắt được 4 con quân của đối phương, hay lắm, đẩy luôn. Mình đánh tới 5 nhà quân của bên lớp, liệu phải có phải 5 nhà không? Một bài 24 cộng 1. Một nhà 24 cộng 1 thì có lẽ phải cái tầm cỡ như xe long tiểu thủy ngư thì mới có thể đánh được 5 nhà quân. Gặp, gặp. Vâng, sẻ đang đòi điền tên mình vào đứng ngang hàng với long và ngư. Tôi nghĩ không, hơi ảo tưởng. Gặp quân. Mình là hốt mã cơ. Mình có lợi thế đến từ những con sọc giấy. Tập trung điều quân nhá. Lớp đang cố gắng cầu kéo ra xa khu vực nhà. Chị Boy thì liên tiếp đẩy 5 con quân ở nhà lên. Và các bạn thấy khi mà có thêm những con hôn mã thì nó sẽ là một cái gì đó rất là khác biệt. Khi mà cung được đứng đằng sau bắn chùa. Vâng, chị Boy đang lợi thế lớn ở trước ở khu vực nhà quân của bên lớp. Bên lớp chỉ đang cố gắng rỉa thôi. Cứ hạt điều. Sóc quân đều vào. Cố gắng sóc đều được quân thì là tươi rồi. Vâng, các bạn có thể thấy bên lớp đang không thể nào tụ được quân.
Còn có thêm vài con sọc giấy vào công nhận thực sự đó là sự khác biệt. Và các bạn thấy những đơn vị quân của cái lớp sinh ra ít nhất là chết từ 1 đến 2 đơn vị, sau đó mới tụ được với đạo quân chính. Luôn luôn là lợi thế, lúc nào cũng là lợi thế. Lâng cấp chặt gỗ 2. Một đạo cứ dồn đạo ngoài, còn một đạo cứ chỉ. Ôi trời ơi, hay lắm lớp ơi. Vâng, bây giờ thì tôi có thể tự tin cập nhật luôn kết quả. Chip Boy bị dẫn trước 2-0 và bật lại 3-2 đầy thuyết phục trước game thủ với lớp. Và nếu như với cái những 5 cái map đã diễn ra của kèo với lớp và Chip Boy, nếu như đánh đúng với phong độ của Chip Boy thì tỷ số nó phải là 5-0, không bao giờ là 3-2, toàn map thắng thôi. Rơi vào đúng khoảng thời gian mà không đạt được phong độ cao. Không đạt được phong độ cao. Vâng, Chip Boy nhanh chóng để Van Lớp dẫn trước tỷ số 2-0. Vâng. Rồi thôi thôi em ơi, anh xin mày. Thôi anh xin mày. Bây giờ mày chỉ cần F3 thôi cũng được. À mà thôi đừng F3. F3 đít thì mệt. Đừng soi tham. Rồi tham lại quá đẻ rồi. Tỷ số sẽ là 3-2 dành cho Chip Boy. Vên lớp đã có 1. Như vậy là chiến thắng dành cho Clan Game TV với 3 thiệt hại giành chiến thắng. Cập nhật tỷ số chung cuộc. Nội dung solo sang tuần tiễn. Chim sẻ lắng giành chiến thắng trước game thủ Tuti. Tỷ số là 3-1. Tí và vâng lô 1 chim mệnh thì giành chiến thắng trước Tí xi măng cùng tỷ số 3-1. Chip Boy giành chiến thắng trước Vên lớp tỷ số 3-2. Và vâng, xin chúc mừng Vơ và Lùi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vào cho đủ người của mình. Vâng, kèo đầu chúng tôi có lẽ là đến đây là kết thúc. Không biết là có kèo 44 nữa hay không, chúng ta phải chờ xem.